này thì em sẽ có ba cái phần chính là để chia sẻ với các anh chị. Là đó là thông số kỹ thuật mà mình cần lưu ý khi chọn RVR. Cái này thì cũng là rất là quan trọng, tại vì mình chọn sai á thì nó sẽ không không đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng á, thì nó sẽ rất là khó để thay đổi lại. Thứ hai là cái các vấn đề khi mình kết nối các con camera vào cái đầu ghi, nó thường hay gặp cái lỗi gì thì em cũng chia sẻ ở trong này luôn. Và cuối cùng là khi mình sử dụng đối với giờ gặp những cái vấn đề gì thì cũng ở em cũng chia sẻ trong trong buổi hôm nay. Và em sẽ đưa lần lượt đi từng ba lần lượt đi từng phần ạ. Đầu tiên là cái thông số kỹ thuật, khi mình chọn NVR thì ở đây ở bên dưới này có để một cái bảng thông số. Cái này em lấy ở trong phần mà datasheet đó, tức là cái phần thông số kỹ thuật của cái NVR á. Thì anh chị muốn xem được cái này á, thì anh chị vào gõ cái mã 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 sản phẩm nha. Chẳng hạn như là DS7604 NIK1 chẳng hạn, anh gõ lên lên tìm ở trong trang chủ hikvision.com nha. Anh chị lưu ý là cái trang chính thức của Hikvision là hikvision.com. Thì anh chị gõ cái mã thì nó sẽ ra được những cái giới thiệu cơ bản cái sản phẩm á. Rồi và bên dưới nó sẽ có cái mục mà datasheet. Thì anh chị sẽ kiểm tra những cái thông số chi tiết ở trong cái datasheet này. Thì em sẽ đi những cái em sẽ nêu vài cái thông số kỹ thuật mà mình quan trọng mình cần lưu ý để mình chọn. Đầu tiên là incoming bandwidth. Incoming bandwidth thì có nghĩa là khi mình gán một con camera, ở đây em có ghi rõ này, một con camera mà mình đặt mình set cái bit rate luồng chính là 4 4096 kilobit và luồng phụ 512 kilobit. Thì khi mình gán một con camera này vào một cái đầu ghi á thì nó sẽ tiêu tốn khoảng 4,5 megabit băng thông. Tức là khoảng khoảng tầm tầm là 4500 kilobit á. Thì nếu mà mình gắn 100 con á thì mình sẽ mất khoảng tầm là 450 megabit rồi. Thì mình khi mình chọn mình mua các NVR á, những các NVR mà dòng cao, đặc biệt những dòng cao như là 128 kênh hay 256 kênh á, thì mình cần phải đặc biệt lưu ý cái phần này để mình tránh cái tình trạng mà vượt quá băng thông. Khi vượt quá băng thông á thì nó sẽ gây ra, nó báo lỗi và mình sẽ không thêm được đủ số kênh, mà nó chỉ giới hạn trong số kênh nhất định thôi. Tương tự như vậy thì cái phần mà outgoing bandwidth á thì nó cũng tương tự luôn, là cái phần này là nó tính là cái băng thông ra. Ví dụ như mình xem trên HitConnect hay là mình xem qua IVMS hay là mình xem qua HitCentral á, là mình khi mình xem một kênh bằng luồng phụ thì nó sẽ mất khoảng 512 kbps, tức là một luồng phụ. Còn mình xem luồng chính thì mình cũng mất 4 megabit. Khi mình xem ra thì mình chỉ xem được một là luồng chính, hai là luồng phụ thôi, mình không thể xem được một lúc cả luồng chính luồng phụ, nên là anh chị đừng có nhầm lên trên trên này nhé. Con cam gắn vào một cái đầu ghi thì nó tốn cả hai luồng, nhưng mà khi mình xem trực tiếp mình chỉ xem cùng lúc được một luồng thôi. Và khi mình ngừng xem thì nó cái băng thông ra này nó cũng sẽ mất. Thì cái phần này á, phần này thì mình cần lưu tâm khi cái đầu ghi của mình là quá nhiều người xem. Chẳng hạn như là mình lắp một cái NVR cho một công ty, nhưng mà bảo vệ thì xem mấy chục kênh, phòng giám đốc cũng xem mấy chục kênh, rồi chia ra bảo vệ khu A, khu B, khu C, khu D xem rất là nhiều kênh, thì nó sẽ tiêu tốn cái băng thông ra này rất là nhiều. Thì mình nói chung là mình khi mà mình làm này thì mình phải lưu ý là, và với lại là mình thêm một cái phần ý nữa là mình cố gắng là mình khống chế cái băng thông mà là 7 đến 80% thôi. Tức là nếu mà cái đầu ghi này có 400 megabit thì mình đừng đừng cho nó vượt quá 320 megabit, xin lỗi, megabit ạ. Tăng tăng thêm một chút cũng được, nhưng mà nếu mà muốn ổn định thì tốt nhất là khống chế khoảng trong tầm khoảng 70 đến 80%. Em xin phép đi qua phần tiếp theo là về cái phần mà xuất hình. Đầu ghi của Hikvision thì nó hiện tại nó có hai dạng xuất hình, là xuất hình độc độc lập, tức là có thể là có cổng HDMI 1, HDMI 2,
và có thể là xuất hình độc lập qua cổng HDMI với cổng VGA, hoặc là không có hỗ trợ xuất hình độc lập, nó chỉ xuất một hình duy nhất qua hai cổng luôn. Với các thông số như này này thì với nếu để nó ghi là HDMI VGA simultaneous á, thì có nghĩa là HDMI VGA cùng xuất một hình ảnh. Còn nếu mà ghi là HDMI VGA independent output á, thì nó có nghĩa là mỗi cổng sẽ xuất riêng kênh được. Mỗi cổng xuất riêng kênh được có nghĩa là sao? Tức là mình có thể chọn, ví dụ mình có một cái đầu ghi 16 kênh cổng HDMI á, thì mình có thể cho phép hiển thị kênh số 1 đến kênh số 12. Còn cái cổng VGA mình cũng cho phép hiển thị được cho phép hiển thị nhiều hơn, kênh số 1 đến kênh 16 luôn, tức là mình có thể chọn số kênh để mình xuất ở cổng nào là tùy mình và số lượng kênh của mình là tùy ý. Dạ vâng, cái phần này thì em xin đi đi tiếp. Tiếp theo là cái phần mà decoding, capability. Cái này là khả năng giải mã. Phần này thì là đặc biệt quan trọng, và phần này trong quá trình mà làm việc của em tại Vision đó, thì em ghi nhận rất là nhiều cái trường hợp này, tức là gặp cái lỗi mà không đủ tài nguyên á, khi mà xem camera trên TV á. Ví dụ đầu ghi này nó sẽ hỗ trợ là 4 kênh 1080 là 2 megabits và 2 kênh 4 me và 1 kênh 6 me. Đầu này thực chất thì đầu này là em chọn là cái đầu 7704 NIQ1. Cái đầu này thì hỗ trợ tổng là 4 kênh. Nhưng mà trong này nó chỉ hỗ trợ tối đa là 1 kênh 6 me thôi. Vậy mình khi mình gán một cái 4 kênh 6 me được không? Vâng, em xin trả lời là được nha, vẫn được bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi xuất lên TV á, mình chỉ xuất được đúng một hình ảnh của một con 6M thôi. Mình bung hình ảnh con thứ hai thì con thứ hai sẽ báo lỗi là không đủ tài nguyên, và con thứ ba, con thứ tư cũng vậy. Nếu mà mình chọn qua substream á thì mình sẽ xem được đủ 4 kênh, nhưng mà chọn qua mainstream mình chỉ xem được một kênh duy nhất là một kênh 6M. Vậy anh chị cũng lưu ý phần này nhá. Cái phần này nó chỉ tính ở trên cái cổng HDMI với VGA thôi. Còn nếu mà anh chị mà xem qua EVMS hay web thì mình xuất một lúc được 4 kênh 6M được bình thường, không không vấn đề gì. Vâng, em xin đi qua phần tiếp theo ạ. Phần tiếp theo là phần remote connection. Phần này thì thường hay gặp ở các trường mầm non. Tại vì khi mình gắn cái đầu ghi mà mình chia sẻ quá nhiều phụ huynh thì nó sẽ báo lỗi. Thì khi mình mua đầu ghi mình lưu ý các phần remote connection này. Khi một người xem một kênh á, nó sẽ tính là một remote connection. Cũng một người đó mà người đó xem 4 kênh á, thì nó tính là 4 remote connection. Giả sử như là một cái đầu ghi 32 kênh á, mà một người mà xem đủ 32 á, chỉ được 4 người xem thôi. Thì anh chị sẽ lưu ý cái phần này nhé. Phần này cũng hay gặp, khách hàng hay gặp. Còn một cái trường hợp nữa là mình có một cái NVR á, mình gắn về một cái NVR khác thì một kênh nó sẽ tính là hai remote connection, chứ không không giống như cái trường hợp mà các phụ huynh xem như em mới ví dụ trên này. Tại vì khi khi đầu ghi mà gắn về đầu ghi á, nó sẽ lấy cả luồng chính lẫn luồng phụ, mà remote connection nó sẽ không phân biệt luồng chính hay luồng phụ gì cả. Nó sẽ tính tính luồng phụ cũng tính một remote và luồng chính cũng tính một remote luôn. Và lưu ý luôn là một số anh chị có nhu cầu RTFP thì RTFP cũng tính là một remote connection luôn. Em xin qua phần tiếp theo. Có một cái lưu ý nữa là về phần hiện tại á, các DVR á, có chức năng là tắt analog thêm IP, và có thêm một cái chức năng phụ nữa là mình bật tăng cường IP. Như một cái đầu ghi 7216 mà HUHI mà trừ M2 sẹt S này, thì nếu mà bình thường nó đã thêm 24 kênh IP, đầu 16 kênh thôi, nhưng mà thêm được 24 kênh IP, mà mình bật chế độ tính năng tăng cường IP lên á, Enhance IP mode á, thì nó lên được
đến tận 32 kênh, và nó có hỗ trợ đến con camera 8 mp. Tuy nhiên thì em khuyến khích là mình không nên sử dụng cái đầu DVR mà tắt tối đa kênh để mà gán IP. Trường hợp này mình nên hạn chế số kênh thôi. Và mình cũng khi mà mình lắp đặt mới á, mà mình có một cái hệ thống camera mà IP mới á, mình có không đừng 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 cố gắng mua DVR để thay NVR. Việc mà mình sử dụng toàn kênh IP trên cái đầu DVR là sẽ không không có hợp lý và sẽ không hoạt động ổn định. Về thực chất cái đầu 7216 này, HUDMS này á, cái tổng băng thông của nó chỉ là 128 MB thôi. Mình gắn tầm 30 con là nó sẽ bị, nói chung là cái đầu UI DVR nó sẽ không đủ cái khả năng mà nó băng thông nó đáp ứng nữa, nó sẽ gặp trục trặc khi mình phát sinh lỗi, chẳng hạn như lỗi quá băng thông này. Thì mình khuyến khuyến khích của em á là mình chỉ nên mua những cái đầu UI NVR thôi nha, để mình kết nối với camera IP. Cái trường hợp mà này á, trường hợp là giống như là mình đã có sẵn hệ thống analog rồi mà mình muốn mua vài thêm con IP á, thì mình dùng thôi, chứ mình không không nó không phải là cái đầu DVR là phục vụ những con cam analog, không phải là cái tính năng chính của nó là gắn con camera IP. Em sẽ đi qua cái phần 2 là phần mà liên quan đến cái phần mà các mà cái vấn đề mà như lỗi mà kết nối IPC. Thì đầu tiên là em sẽ nói sơ qua về mấy cái lỗi cơ bản trước nha. Cái lỗi thì cái do mình vô tình thôi hoặc là do mình sơ ý thôi. Đầu tiên là cái lỗi sai sai tên của người dùng và mật khẩu. Thì cái này anh chị lưu ý là mình nhập cho chính xác. Và cái trường hợp nữa là cái tài khoản Office á, báo sai. Thì hiện tại là các camera á, họ sẽ có hai cái chế độ là chế độ tài khoản để đăng nhập vô thiết bị. Chế độ tài khoản mà để là tài khoản Office, tức là tài khoản đăng nhập thiết bị là riêng, tài khoản Office là riêng. Khi mà mình thêm bằng cái Office á, giao thức Office á, thì mình phải nhập đúng cái tài khoản Office nha, mình không được nhập tài khoản thiết bị. Tại vì bây giờ đã tách ra rồi nên là mình phải buộc phải nhập đúng mới được. Như ngày xưa á, thông thường ngày xưa á, thì tài khoản Office hay tài khoản thiết bị nó để chung, nhưng mà cái này là nó bị thiếu thiếu đi sự bảo mật. Thì bây giờ mình phải tách ra à, thì bây giờ các hãng á, hầu hết các hãng thì đã tách ra rồi, thì mình lưu ý cái phần này. Tiếp theo là cái phần mà user is locked. Thì cái phần này là tiếng Việt nghĩa là nó có người dùng bị khóa. Thì cơ chế của cái các thiết bị Hikvision đăng nhập 5 lần trở lên á, lần thứ 6 sẽ bị khóa. Thì khi thiết bị khóa rồi mình gắn vào nó sẽ báo cái lỗi này. Thì một số anh chị có phản ánh là nhập chắc chắn đúng mà sao vẫn báo lỗi. Thì khi thiết bị khóa rồi mà mình nhập đúng lại thì vẫn báo lỗi thôi. Thì cái trường hợp này thường là gặp phải là khi mà mình mở port từ xa. Hiện tại thì khi mở port thì có một số cái công cụ mà của các nói chung là của các hacker á, người ta sẽ quét để người ta lấy cái thông tin camera để người ta phục vụ cái mục đích xấu của người ta. Thì cái này là quét thôi, mình không về vì do mình đã mở port mình không có cách nào mình chặn được đâu, nên là mình buộc phải chấp nhận nó. Thì mình có cái những cái phương án để mình xử lý ở đây là mình đổi đặt mật khẩu thật đặc biệt phức tạp nha chị. Anh chị có thể đặt mật khẩu mà đặc biệt phức tạp và mình sẽ tắt cái chế độ mà khóa đăng nhập của nó đi. Thì ở đây có cái mã mã QR á, thì anh chị nào cần cần tìm cái hướng dẫn cách tắt á, thì mình có thể vào đây mình đọc. Và ở sau slide này thì cũng có một cái slide nói sơ qua phần này, thì anh chị cũng có thể tham khảo lại được. Thì em cũng nói thêm luôn một cái phần là anh tại vì á cái đầu Hikvision á, khi nó báo lỗi thì nó không thân đủ thông báo lỗi á, thì gặp lỗi này anh chị chịu khó là rê con chuột vào nha, thì nó sẽ ra cái lỗi đầy đủ, mình sẽ dễ đọc hơn và mình sẽ dễ có cái hướng khắc phục xử lý hơn. Vâng, phần tiếp theo là cái phần mà kết nối mà camera bạn báo lỗi là IP camera exception. Thì lỗi này là cái lỗi ngoại lệ này. Thì thông thường mình sẽ gặp phải là do là khi mình gán cái con camera qua tên miền đó, mình mở port mình gắn qua tên miền, nhưng mà mình chỉ có mở port cái port server tức là cái port 8000 á, nhưng mà mình quên mở port RTFP thì sẽ báo lỗi này. Thì chị lưu ý phải mình cần phải mở port RTFP.
Tiếp theo là cái phần mà nó lỗi, đó là có quá số lượng kết nối của camera. Ví dụ như con một con camera bình thường có 6 remote connection đi. Thì với 6 remote connection thì khi gắn về một đầu ghi mất 2 remote, thì gặp cái đầu ghi thứ ba gặp cái đầu ghi thứ tư nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi này anh chị lưu ý nha, một con camera có 6 remote connection thôi và mình sẽ gắn được thì tối đa 3 cái đầu ghi. Thông thường là camera có 6 remote connection, nhưng mà một số camera dòng cao á thì nó sẽ có 10 hoặc 20 remote connection. Thì mình có thể kiểm tra cái phần này trong cái phần data sheet. Còn camera phổ thông thì chắc chắn nó chỉ có 6 remote. Cái lỗi network abnormal. Lỗi này là lỗi mạng mạng bất thường. Lỗi này thường do mình nhập sai IP hoặc là nhập sai tên miền hoặc nhập sai port. Thì đầu ghi với camera nó không thông với nhau thì nó sẽ báo lỗi này. Cái lỗi này tiếp theo là cái lỗi parameter error. Lỗi này thì rất hay gặp phải luôn. Thì lỗi này thì em sẽ phân ra hai cái trường hợp. Cái trường hợp với camera Hikvision và với camera Onvis. Đối với camera Hikvision á, thông thường thì cái là sẽ do chênh lệch firmware của đầu ghi á với IPC. Ví dụ đi, một cái đầu ghi ngày xưa rồi, firmware mà 3.4 á hoặc là 3.5 á thì nó firmware này rơi vào tầm là 2015 đến 2018 á, mà kết nối với con camera firmware 4.8. Firmware 4.8 thì mới xuất hiện vào năm 2024 trở lại đây thôi. Thì nó sẽ bị thường bị cái lỗi này. Thì anh chị lưu ý là nếu gặp lỗi này á, có hai trường hợp mình xử lý. Một là mình nếu NVR này có cái firmware mới hơn thì mình nâng lên firmware mới hơn thì có thể hết lỗi. Tuy nhiên cách xử lý này thì em không không khuyến khích nha. Tại vì hệ thống đang hoạt động ổn định thì mình không nên nâng cấp firmware gì cả. Thì có một cái cách giải quyết nó nhẹ nhàng hơn là mình sẽ tạo cái tài khoản Onvis cho con camera và mình gắn tài khoản Onvis này thì sẽ lên hình được ngay. Và còn đối với camera Onvis á thì do thì camera Onvis là mình gắn camera cái hãng bên kia á, thì bên em cũng không không có khả năng can thiệp sâu được. Thì bên em chỉ có cách hướng xử lý là mình phải gắn bằng RTFP thôi. Thì gắn vào RTFP thì sẽ có trong cái mã QR này. Và mình cũng phải lưu ý thêm phần nữa là mình gắn con camera Onvis đó vào cái phần mềm Onvis Device Manager này để mình kiểm tra là cái tính năng Onvis này có hoạt động ổn định hay không nữa. Cái phần mềm này là cái phần mềm giống như là một cái phần mềm trung gian để kiểm tra khi mà mình kết nối Onvis vào một cái thiết bị của hãng khác. Tiếp theo nữa là cái phần mà gắn camera bằng tên miền, nhưng mà tất cả cái hình ảnh của camera nó tất cả các ví dụ là mình gắn ba con camera vào bằng tên miền vào một cái đầu ghi, nhưng mà ba con camera chỉ hiện hình ảnh thôi, thì cái này thường cái lỗi này là do mình mở thiếu port RTFP. Con camera ba con camera đều mở trùng một port RT port RTFP. Vì vậy mà khi mình gắn vào á thì nó tại vì đầu ghi nó sẽ lấy cái luồng RTFP để nó đẩy hình ảnh về, nên là nó chỉ nhận được một luồng RTFP của con camera và nó chỉ hiển thị duy nhất hình ảnh RTFP của con camera đó. Thì cách xử lý của mình á là mình phải đổi port RTFP của ba con camera khác nhau. Mình thay đổi là cam 1 là 1554, cam 2 là 2554 và cam 3 là 3554, vậy cho nó dễ nhớ. Sau đó mình cứ mở lần lượt ba port đó. Thì lúc này tự động thì đầu ghi nó sẽ hiển thị độc lập ba hình ảnh luôn. Thêm một phần nữa là gắn camera Onvis vào đầu ghi không online, dù mọi thao tác đảm bảo là chuẩn rồi, là mình đã điền đúng IP, điền đúng tên miền, port điền đúng, mình đã thêm vào cái phần mềm Onvis Device Manager cũng hiện lên hình được luôn, nhưng mà không hiểu tại sao mà đầu ghi không thể nào hiện hình ảnh được. Thì hiện tại thì Onvis nó yêu cầu là cái thời gian của đầu ghi và IPC phải đồng nhất với nhau thì nó mới lên hình được. Thì mình cần cần chỉnh thời gian về đúng cái thời gian hiện tại nhé, để camera có thể lên được trên đầu ghi. Có một cái phần nữa là phần NVR tự động thêm camera. Thì các cái đầu ghi mà firmware mà 4.75 á có chức năng tự động thêm camera. Thì tính năng này đôi khi là sẽ
nếu mà mình gặp phải mình sẽ hơi khó chịu, tại vì vô tình mình không có muốn thêm con camera này, thì mình có thể tắt đi ở cái mục này. Thì mình vào trong phần mà Advanced Setting Order, nó sẽ có cái mục mà nếu có camera plug and play á, thì mình tắt mục này đi, thì nó sẽ không thêm camera, tự động thêm camera nữa. Em qua phần thứ ba là cái vấn đề phần mục thứ ba là khi mình sử dụng NVRun gặp lỗi no resolve, là cái phần này mà tiếng Việt là không không đủ tài nguyên. Thì cái phần này giống như em nói, như cái mục mà phần decoding capability á, là mình có gắn camera mà độ phân giải cao, nhưng mà khi mình mở bốn camera trên thì nó sẽ bị báo lỗi, thì nó chính là cái nguyên nhân này á, là do khả năng giải mã của NVR. Thì chờ gặp trường hợp này thì mình chịu khó chuyển qua cái luồng phụ mình xem nhé, thì sẽ được. Luồng phụ, chuyển qua luồng phụ thì mình sẽ rê chuột vào cái kênh và mình vào cái biểu tượng này, biểu tượng nó có dấu chấm và có cái một cái đường vòng á, đường vòng ô vuông á, rồi mình rê chuột vào đó, nó sẽ cho mình nhấp một cái thì nó sẽ chuyển qua luồng luồng phụ, mình nhấp một cái nữa thì chuyển qua luồng chính, thì anh chị cứ chuyển qua luồng phụ thì nó sẽ lên hình ảnh được. Phần nữa là unsupported stream toy. Lỗi này thì bây giờ ít gặp, chỉ gặp khi nào mà mình mua camera mới mình gắn vào cái đầu ghi cũ á. Cái dòng cái đầu ghi giống ví dụ như cái dòng đầu ghi NIE đi, nó chỉ hỗ trợ H264 thôi, nhưng mà con camera mới nó hỗ trợ H265, thì khi mình để H265 mình gắn vô cái đầu ghi thì nó sẽ đầu ghi nó sẽ không nhận dạng được nó là stream nào, cái loại 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 giải mã nào, thì nó sẽ báo lỗi này. Thì chỉ có chịu khó chuyển con camera qua H264 cho nó đầu ghi nó nhận được là sẽ xử lý được vấn đề. Thì để chuyển đấy thì mình sẽ không chuyển trực tiếp ở trên đầu ghi được, mà mình buộc phải chuyển ở trên camera. Tiếp theo là một cái vấn đề cũng hay gặp là đầu ghi gắn về đầu ghi bị đen hình. Cái thông thường cái vấn đề này mình sẽ gặp khi mà ví dụ một cái đầu ghi A mà gắn về cái đầu ghi B. Đầu ghi A mà đôi khi mình bật hết connect á, thì đầu ghi B nó sẽ bị đen hình. Mình tắt hết connect thì nó sẽ xong. Thì mình gặp này mình cứ chịu khó tắt hết connect khi mình gắn đi, nó lên hình đầy đủ thì mình có thể bật lại. Thì lúc này là cái giống như cái luồng ảnh là cái đầu ghi B nó đã nhận được rồi á, thì nó sẽ không không bị lỗi nữa. Một cái vấn đề nữa là thường gặp ở trong những cái đầu ghi mà khi hệ thống mà lắp tầm 25 30 camera trở lên là xem camera rất bị chậm. Bị trượt dây, bị nhảy dây. Thì cái này là hoàn toàn phụ thuộc vào mạng LAN. Có một số khách phản ánh với em là sao mà lắp mạng FPT lắp mạng Viettel 400 megabit nhưng mà sao cam xem bên trong vẫn bị giật. Thì cái này là hoàn toàn phụ thuộc mạng LAN, mạng bên ngoài không không quyết định được gì. Nên là anh chị phải lưu ý mình cái hệ thống mạng của mình phải thứ nhất là phải đủ chuẩn. Thì với con camera kết nối vô cổng 100 megabit thì ok. 100 là dư rồi, mình dư rồi. Camera thông thường nó chỉ cái nó căn cứ ở bitrate thì nó thông thường nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2 megabit đến 10 megabit thôi, nó không bao giờ nó vượt quá cái ngưỡng đó được. Còn nhưng mà NVR gom tất cả con camera lại thì mình phải cắm cho cổng uplink 1 ghi. Ví dụ em mà nói đây là cái switch này đây này có hai cổng uplink này, thì mình phải cắm cho NVR cho cổng uplink mình không nên cắm NVR cho cái cổng mà cổng cổng con nha, cái cổng mà cổng PoE hay là cổng con của nó không có được. Tại vì nó sẽ không không nó chỉ thông thường các cổng PoE nó chỉ có 100 megabit thôi. Và nó sẽ không đủ băng thông cho mình. Băng thông cho camera nó băng thông để hoạt động ổn định. Và mình cần đảm bảo là không nghẽn cổ chai. Thì trường hợp này cũng đã từng gặp hệ thống mạng rất là lớn luôn, và các switch cũng là switch chuẩn của các hãng cũng có tên tuổi luôn. Nhưng mà NVR cắm vào thì giật. Sau khi mà kiểm tra thì em nhận thấy là do bị thiếu port á, nên là nhân viên kỹ thuật á mua một cái switch bên ngoài về để cắm cắm chia port, và cái switch này là switch 100 megabit thôi, và switch
Switch 100 bên này cắm vào cổng uplink 1 GB của cái switch tổng, và đầu ghi thì lại cắm vô cái switch 100 game cái bit này dẫn. Lúc này nhá thì đường dẫn từ cái switch tổng về cái đầu ghi nó chỉ là 100 megabit thôi, tránh cái kiểu ngãn cổ tra này. Tiếp theo về là về vấn đề âm thanh. Âm thanh thì camera không có âm thanh thì cái vấn đề này mình cần kiểm tra cái phần video file này xem có đã bật video và audio chưa, và mình lưu ý là mình luồng chính và luồng phụ đều cần phải bật video và audio thì mới được. Và để được đàm thoại hai chiều được thì cũng phải bật cái phần này. Và tiếp theo là cái vấn đề mà đàm thoại hai chiều á, thì đã bật cái phần này rồi mà không đàm thoại hai chiều được á thì lưu ý cái firmware của cái đầu ghi. Thì thông thường các NVR firmware 3.4 thì nó sẽ không nhận, em kiểm tra thì thấy nó không có hỗ trợ đàm thoại hai chiều á, thì mình lưu ý là mình phải chọn cái những cái đầu ghi có firmware cao 4.6 hay 4.7 lên. Hiện tại thì như các đầu ghi đang đang sử dụng đều có những firmware cao rồi nên anh chị yên tâm, nó sẽ không bị nó sẽ nó nói chung nó sẽ không bị xung khắc không hỗ trợ đâu, nên là sẽ có đảm bảo sẽ đàm thoại được. Và khuyến cáo tiếp theo là chỉ hỗ trợ đầy đủ với cam Hikvision thôi. Còn với cam Ajax Vic thì ở mức độ tương đối, cái này cần phải kiểm tra lại thì mới xác định lại được. Còn qua OnVid thì chắc chắn là không nha các anh chị. OnVid thì không đặt tại 2 triệu được. Ngoài ra cái trường hợp đàm thoại 2 triệu mà không được nữa thì anh chị có thể thử sử dụng tên miền. Thì tên miền thì nó sẽ đỡ kén cái vụ đàm thoại 2 triệu này hơn. Còn một cái phần nữa là phần này cũng hay gặp là cái phần mà đã bật âm thanh camera nghe được âm thanh trực tiếp rồi nhưng mà khi xem lại thì không có âm thanh. Thì đối với các thiết bị đầu ghi Hikvision á thì mình cần thao tác thêm một cái bước nữa thì mới xem lại mới có âm thanh được. Thì đây em có gửi sẵn hình ảnh hướng dẫn thì mình vào phần config này, vào phần share video setting này, và mình sẽ bật cái phần này lên, sau đó mình ấn lưu lại. Các hình ảnh này thì có sau khi buổi tiết tiết hôm nay thì sẽ có up lên YouTube á. Anh chị nào mà không kịp theo dõi hay là nhìn chưa kịp á thì có thể xem qua YouTube. Dạ vâng, thì em xin phép kết thúc cái phần mà chia sẻ. Thì bây giờ tới phần hỏi đáp, thì anh chị nào mà có nhu cầu mà cần hỏi đáp thì vui lòng click vào biểu tượng right hand á để có thể mà trao đổi trực tiếp được ạ. Dạ, trong trường hợp mình có câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ gì đó thì mình có thể ấn vào phần raise hand. Em sẽ kết nối trực tiếp các anh chị với host ngày hôm nay để mình có thể đặt câu hỏi ạ. Dạ, và với những câu hỏi chất lượng, câu lại hỏi hay thì sau chương trình ban tổ chức sẽ gửi tặng một phần quà nhỏ cho mọi người ạ. À, dạ, anh Sinh ơi, hồi sáng nay khi mà em kiểm tra các danh sách các anh chị đăng ký tham gia thì em có nhận được một email về câu hỏi của các anh chị. Không biết là anh Sinh có thể hỗ trợ em giải đáp luôn tại chương trình ngày hôm nay bây giờ được, ngay bây giờ được không ạ? À, dạ vâng ạ, được ạ. À, dạ vâng. À, bên em có nhận được một cái email của anh Hiếu về có 2 câu hỏi. À, câu hỏi thứ nhất là cách đồng bộ password của camera theo password đầu ghi như thế nào? À, ban đầu tiên là ban đầu thì mật khẩu của đầu ghi và camera giống nhau, nhưng mà do đổi mật khẩu đầu ghi rồi nên là cũng muốn đổi mật khẩu camera theo luôn. Câu này thì em chỉ trả lời là không được ạ. Thì khi mình đổi mật khẩu đầu ghi thì mình sẽ không có cách nào mình đồng bộ mật khẩu của đầu ghi về camera đâu.
các phần mềm như Backconfig hay là Saptool thì cũng không không hỗ trợ được ạ. Thì lúc này mình sẽ cầu cách có cách duy nhất thôi, hơi cực một chút xíu là mình phải vào từng camera mình để mình đổi mật khẩu thôi ạ. Dạ, còn câu hỏi thứ hai của anh Hiếu là mình có đầu ghi 128 kênh mã DS 96128NI trừ M8 có thể hiển thị đủ 128 kênh qua hai màn hình được không? Câu này em chỉ trả lời như sau. Cái đầu ghi mà 96128NIM8 thì hỗ trợ xuất hình độc lập qua hai cổng HDMI. Tuy nhiên thì nó chỉ hỗ trợ tối đa là cổng HDMI 1 hỗ trợ tối đa 64 kênh, cổng HDMI 2 hỗ trợ tối đa là 36 kênh thôi, không hỗ trợ đủ 128 kênh. Dạ vâng, em thấy có anh em xin phép xin phép mời anh Thảo ơi, nhờ 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 Thảo kết nối trực tiếp với các anh Dạ. có ra hẹn ạ. Dạ, em đã thấy có anh Tuấn và anh Đinh ạ, thì trước tiên em xin phép mời anh Tuấn mình đặt câu hỏi ở trong chương trình ạ. Dạ anh Tuấn ơi, anh có thể mở mic chưa ạ? À, ok. Dạ em chào anh. À, chị biết chào Ada, xin Hoàng với lại là tất cả mọi người trong này. Thì trước tiên thì em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là em có hai cái đầu thu 16 kênh. Đầu thu analog em đặt ở vị trí A và vị trí B. Thì vị trí A, đầu thu analog thì em có 4 cam analog và em gắn 6 con cam IP. Và em đổi từ số 5 cho đến số 11 là cam IP. Thì em gắn đầu thu A thì cam IP nó vẫn hiển thị bình thường. Nhưng mà em muốn từ kéo từ điểm A về điểm B thì em kéo bằng tên miền thì chỉ có những con cam analog hiển thị thôi và những con tên miền thì nó không hiển thị về cái điểm B. Thì cho em hỏi cái lý do vì sao mà cam đó là cam không phải cam Hikvision mà cam có giao thức tức là AI. À, dạ vâng, em chào anh Tuấn ạ. Em xin trả lời như sau ạ. Các con camera IP á, mà gắn vào đầu analog á, thì mình sẽ không chuyển tiếp qua cái đầu ghi khác được đâu ạ. Nó chỉ chuyển tiếp những con cam analog thôi. Cái trường hợp này á, anh cần xử lý thì anh cần mở port riêng các con camera IP kia và mình gắn về cái đầu ghi B luôn anh ạ. À dạ, hiện tại thì tất cả con cam đó em đã mở bọt hết rồi nhưng mà nó vẫn không được nè. Cái này mình phải gắn trực tiếp anh ơi. Mình chẳng hạn như cái con cam IP gắn vô đầu ghi A đi, con cam IP này, con cam IP này trong đầu ghi A sẽ không chuyển tiếp về cái đầu ghi B được. Trường hợp anh muốn xem trên cái đầu ghi B ấy, thì anh buộc phải gắn trực tiếp con ai cam camera IP này vào đầu ghi B luôn, tức là giống như như cách mình gắn vô đầu ghi A thôi. Dạ nhưng mà thường thì em gán qua RSTB nhưng mà bây giờ không hỗ trợ RSTB nữa thì không biết gán như thế nào nữa. RSTP. Đầu analog thì không hỗ trợ RTSP anh ơi, chỉ đầu NVMe mới hỗ trợ RTSP thôi. À vậy là mình không thể gán cam về đó được đúng không anh? Bởi vì cái con cam nó không hỗ trợ tên miền anh. Không phải không hỗ trợ tên miền mà cái đầu analog sẽ không chuyển tiếp con camera IP qua đầu ghi khác được. Ví dụ như là anh có hai đầu NVR thì nó sẽ không vấn đề gì, nhưng mà anh có hai đầu analog nó sẽ có vấn đề này đó anh. À dạ, vậy nói chung là bây giờ em thay hai đầu analog thì không thể nào mà kéo con cam IP về điểm B được đúng không ạ? Đúng rồi anh, sẽ không chuyển tiếp được qua đầu ấy được. Thì trường hợp anh muốn điểm B thì anh phải gắn trực tiếp vào con camera IP đó luôn. À dạ, ok, cảm ơn anh. Lại câu hỏi thứ hai em xin hỏi thêm một xíu á, là em có dùng một cái đầu 32 kênh cho hệ thống là trường mầm non. Thì em chia user ra thì khoảng 150 phụ huynh người ta xem á, thì đôi lúc họ xem trên cùng một lúc quá tải 128 kênh thì nó bị siêu cái đầu, thì không biết là bây giờ nó muốn tối ưu hóa nhất á, không lắp thêm đầu thì có giải pháp nào mà để không bị siêu không anh ạ? Trường hợp của anh là bị treo luôn rồi anh, không không vào được hay là sau khi phụ huynh hết xem thì vẫn xem bình thường ạ? Dạ siêu luôn anh, siêu luôn, khi nào mình tắt nguồn hoặc là mình rút điện mình cắm lại thì nó mới hoạt động lại bình thường anh. Trường hợp này thì anh nâng cấp firmware để kiểm tra thêm nha. Còn nếu nâng cấp firmware mà gấp vẫn gặp vấn đề á thì anh liên hệ nhà phân phối về cái vấn đề bảo hành anh nhé. Hoặc
Dạ thì em có xin firmware với lại em tìm firmware rồi nhưng mà nó lại không có ở trên hãng anh, thì em không biết mình hỗ trợ riêng cho em firmware được không ạ? À dạ dạ được anh ơi. Cái này cái phần này anh có thể một lát nữa anh có thể quét cái mã mã QR mã QR Zalo OA Hikvision Việt Nam á. Anh có thể chat qua đó, anh nhắn qua cái mã số series thôi thì bên em sẽ gửi cho anh cái firmware mới nhất luôn. Dạ rồi rồi, ok em cảm ơn Dạ người. vâng. Lát Dạ em cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian quan tâm và đặt câu hỏi tại chương trình ạ. Em thấy ở đây có anh Hoàng Đinh cũng đang giơ tay, thì em xin phép được kết nối với anh Đinh ạ. Dạ em chào anh Đinh. Chào mọi người nhé. Mình có câu hỏi như thế này là mình xài tên miền thì mình xài đổi series 71 hoặc là 7208NI đó, và có trường hợp này khi mà mình lắp vô mình mở bọt ba bọt hết rồi, ví dụ bọt web là 80, bọt RSTB là 554, bọt kia là 8000 đi, thì nó chạy được khoảng một thời gian thì cái bọt web nó tự động bị thay đổi thành 180 rồi hả, mình thấy mình phải đổi bọt lại thành 81, thì một thời gian nữa nó cũng chạy lại là thành 181, là không biết là lý do đó là bị gì. Còn đầu để mà ai bị động luôn á thì không bị, ai bị tỉnh á thì bị nhiều, đặc biệt nhiều rồi. Dạ, anh cho em hỏi thêm một số vấn đề á, là anh có nhớ được cái firmware hiện tại của cái RWE này không anh? Rồi khoảng tầm tầm bao nhiêu không anh? 4 chấm mấy hay 3 chấm mấy không ạ? Bước có firmware lại luôn vẫn bị. À, vậy thì anh có gắn vô cái phần mềm IVMS hay là gì không anh? Anh có Chạy gắn RWE gọi vô qua điện, IVMS không ạ? không chạy gọi qua điện thoại thôi, À, coi qua điện thoại thôi. nó lạ cái là con cứ một tháng hai tháng sau mới bị, mà hỏi trên group rồi thì có nhiều anh em cũng bị luôn, không biết lý do đó, nó mà có người ở dưới nó cũng bị kìa, có người dưới comment nó cũng bị kìa, ở dưới đó bóc chat đó. Rồi anh, dạ. Phần này thì bây giờ nếu mà thông tin như vậy thì em cũng chưa chưa rõ được cái nguyên nhân á. Cái này chắc em phải theo dõi và xử lý sau. Cái này chắc để em xin lại cái thông tin của anh đi để bên call center á theo dõi xử lý trường hợp này của bên anh. Được, ok. Dạ. Cái Mình này chỉ thì có hỏi câu em hỏi vậy thôi. dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng Đinh đã dành câu hỏi cho chương trình ạ. À, sau đây em xin được mời anh Nguyễn Khắc Anh Văn đặt câu hỏi. Dạ, anh Văn ơi, anh có thể mở mic chưa ạ? Xin chào admin với chào anh em. Mình có một câu hỏi là cho mình hỏi mấy cái camera mà Hikvision mà có tính năng analog mà có tính năng hybrid light á, thì mình ép vào mấy cái đầu analog luôn á, thì mình có phải thao tác setup cài đặt gì trong đầu vi không, hay là nó sẽ tự động, hoặc hay là mình phải cài trên cái nút OSD trên cam, tại vì mình lắp vào nhưng mà sao mình thấy nó không có hoạt động được cái đèn chiếu sáng thông minh ban đêm á. À, Mình dạ có vâng. hỏi mình hết. Dạ vâng, em chào anh ạ. À, trường hợp này thì anh vào trực tiếp con camera anh bật chế độ hybrid light nha. À, để em anh đợi em một chút. À, để em sẽ đưa sẵn cái hình ảnh luôn để anh có thể cấu hình đúng theo cái hình ảnh này thì sẽ xử lý được. Bên anh có đang nhìn thấy cái hình ảnh ở trên trên màn hình không ạ? Dạ alo. À, rồi có, mình có thấy xin ơi. Dạ, cái này thì anh chuyển vào trực tiếp camera anh bật thôi nhá, tại vì hybrid light là con camera nó chủ động nó xử lý. Dạ anh cứ vào đây, nếu mà trường hợp không bật thì anh cứ vào đây anh bật nó lên, bật chức năng nó lên rồi anh kiểm tra lại nhé.
Còn trường hợp mà nếu nếu nó vẫn lỗi hay vấn đề gì thì chắc nhờ anh liên hệ lại tổng đài 1900 2810 phím 2 hoặc là Zalo A để bên em kiểm tra tiếp ạ. Rồi, rồi rồi mình cảm ơn. Dạ. À, vì thời lượng chương trình có hạn nên là chết sau đây cho em xin phép được kết thúc buổi training Hit Tech Tip số 07 với tất cả những cái câu hỏi của các anh chị. Nếu mà chưa kịp đội ngũ có kỹ thuật chưa kịp hỗ trợ và giải đáp ngay trực tiếp tại chương trình thì bên em sẽ liên hệ lại theo thông tin mình đã đăng ký lại form đăng ký để có thể hỗ trợ mình một cách tốt nhất có thể ạ. Và các thông tin về chương trình sẽ được gửi lại do mình trong email sau khi chương trình này kết thúc. Ngoài ra thì nếu các anh chị muốn xem lại các số Hit Tech kỳ trước, mọi người có thể khi cập vào kênh YouTube của Hikvision Việt Nam có mục tại mục play, playlist đó, mình có một cái mục về Hik Tech Tip và mình có thể xem lại các số kỳ trước. Dạ, em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những số Hik Tech Tip kỳ sau ạ.